Công việc của tôi là tiêu diệt quái vật. Tôi không ở đây để đối phó với cậu, hiểu chưa? Lúc trước tôi đang đi dạo thì bị một tấn người lao tới. Ngay cả khi tôi xử lý nhanh, vẫn luôn có loạt người tiếp theo nữa, và sau đó lại là tiếp theo. Và chuyện đó không bao giờ kết thúc. Bà phiền lòng lắm. Kinh. Hello, xin chào các fly. Hôm nay chúng ta đến với một nhân vật vô cùng bá đạo trong One Punch Man. Danh tiếng anh ta lớn hơn Saitama rất nhiều. Ở nơi công cộng, anh ta có tên là người đàn ông mạnh nhất trái đất, hay là người hùng của anh hùng. Quái vật gặp anh ta sợ chết khiếp vì cái hào quang anh ta tỏa ra đi kèm khuôn mặt ngầu lòi đáng sợ. Có con quái vật còn tự hào khi được anh ta bắt cơ. Những con quái vật cùng xe tù cũng được thơm lây. Thậm chí ảnh từng chỉ dùng hai ngón tay để chấp thanh niên một nấm Saitama đây các bạn ạ. Vâng, đó không là ai khác ngoài thanh thiết kế phim Kin, là người cóc có các khả năng đánh đấm nào đặc biệt cả. Cũng là một trong số ít người nhận thức được sức mạnh thực sự của Saitama. Thậm chí anh ta còn ở trong bầy đàn của thánh tộc. Bye bye bye, chẳng cần. Đây là đài tiếng nói Bay Store, phát thanh từ Buôn Ma Thuột, thủ phủ của trai đẹp mặt khố, đu dây đi học cùng cưỡi voi đi làm. Bạn mong chờ gì từ một kênh tấu hài điên khùng? Sự nghiêm túc hay là vô bắt lỗi chính tả? Nếu bạn muốn xem anime theo một góc nhìn hoàn toàn điên loạn, hãy đăng ký Bay TV. Bay sẽ bẻ cong suy nghĩ của các bạn. Còn nếu bạn yêu thích trang bị anime, hãy vào kênh Bay Store. Kin, chủng loài, nhân loại, giới tính, nam, tuổi 29, chiều cao 1m87, cân nặng, bí mật, khả năng, may mắn cấp vũ trụ, game thủ bậc thầy, hào quang đáng sợ, nghề nghiệp, anh hùng, cấp, S-Class hạng 6, trạng thái, còn sống. Anh mà chết thì phim mất một nửa tính tố hài, nửa còn lại của Saitama. Điểm xếp hạng anh hùng của Kin được xếp hạng bởi Hiệp hội Anh hùng. Ngoại hình. Kin là một người đàn ông cao, gầy với làn da rám nắng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng dài ngang vai được chải xuống sau gáy. Trong mắt thường dân thì ngầu thật sự vì ảnh có lực. Nhưng trong mắt những người coi phim, biết rồi thì lại giống mấy thằng dễ trâu đòi làm đại ca bóng bẩy vậy. Anh ta có khuôn mặt dài như mặt ngựa với má lõm cùng viền hàm rõ rệt. Đây là khuôn mặt đậm chất anh hùng mà bọn trẻ con lỡ có nhìn thấy cũng phải đá ra quần. Quả mặt ngầu nhất nhì bộ truyện. Đặc điểm đáng chú ý nhất của anh là bộ ba vết sẹo dọc trên mắt trái. Không biết là con quái vật siêu khủng khiếp cấp thần nào đủ mạnh để gây ra thương tích cho anh. Theo một nguồn tin mật báo thì nó chỉ là một con quái vật cấp Tiger. Đôi khi anh ta được nhìn thấy đội một chiếc mũ có chữ K, viết tắt của từ King. Tính cách. Khi ở trong một tình huống bị đe dọa nghiêm trọng, King vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng và tỏa ra một loại hào quang đáng sợ. Mặc dù đằng sau cái vẻ ngoài đó, King thường là một kẻ hèn nhát, sợ vã đá ra quân. Ảnh thừa nhận là ảnh nhát gấp 10 lần người bình thường. Anh ta được công chúng và các anh hùng khác kính trọng một nước. Ngay cả những người lãnh đạo của Hiệp hội Anh hùng hay các quái vật cũng rứa, ai ai cũng sợ Kin. Kin có một thái độ quan tâm, lo lắng về sức khỏe của Saitama và hay đưa ra các lời khuyên sâu sắc cũng như mời Sa chọc chơi điện tử cho vui. Kin thậm chí còn hứa sẽ chơi chỉ bằng hai ngón tay để nhường Saitama thắng. Cơ mà hắn ta vẫn cóc thắng được mấy cây. Kin cũng có hứng thú mạnh với những trò chơi hẹn hò, còn mấy em gái lolicute. Chà, cái thể loại game xoa dịu tâm hồn cho anh em FA đây mà. Anh ta hay mua và chơi các trò chơi giả lập như là Doki Doki Sister, sẵn sàng lao vô chỗ nguy hiểm để lấy lại cho bằng được cái đĩa. Nhưng khi bị Saitama phát hiện ra điều đó, Kin đã rất xấu hổ và cố gắng che giấu những trò chơi đầy thú tính của mình. Chính xác, thiệt ra thì tôi thích chơi game hành động, tôi tưởng cái này cũng vậy, nhưng khi mua về nó lại biến thành game hẹn hò. Tôi mua nhầm game các bạn nấu rồi. Nhưng nó ghi rõ là chị em Doki Doki ngay ở trên bia mà. thiệt hả? Tôi tưởng nó là Doki Doki chiến tranh giữa các vì sao? Tôi bán hàng lừa tôi rồi, tôi sẽ vứt nó đi ngay. Anh ta cùng Saitama cũng thích xem phim hoạt hình như là phim siêu anh hùng Khoai Sóc Nướng, Hạ Kẻ Xấu Bằng Khoai Nướng Cùng Nanh Rắm.
Kể từ khi đạt được danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới, Kinh đã trở nên rất giỏi trong việc lè đối thủ của mình. Cả cố ý và vô tình khiến cho đối phương do dự hoặc thậm chí đầu hàng nhanh luôn cho kịp. Khả năng và quyền hạn. Dù không phải là anh hùng được xếp hạng cao nhất của hiệp hội anh hùng, nhưng anh ta được công nhận như là người đàn ông quyền lực nhất trên trái đất. Sự hiện diện đáng sợ của Kinh sau khi các sinh vật bí ẩn bị đánh bại đã khiến cho hiệp hội anh hùng ấn tượng sai lầm rằng anh ta mạnh mẽ. Chính nhờ cái sức mạnh không có thật này mà anh ta nhận được vô số lời khen ngợi và sự tôn trọng từ các anh hùng đồng nghiệp. Chả thằng nào dám đi cà kỳ anh cả. Sức mạnh của anh ta đáng sợ đến mức những tên tội phạm và những sinh vật bí ẩn thường sẽ đầu hàng luôn cho con kịp trước khi phải chiến đấu với anh ta. Tuy nhiên, dù khủng khiếp đến như vậy, nhưng có lần anh ta vẫn bị nhắm đến bởi những kẻ ám sát. Họ được các ông trùm tội phạm trả cho một khoản tiền khổng lồ để tiêu diệt Kinh. May mắn thay, tất cả những kẻ ám sát được gửi đến đều đã được Kinh thông não cho về sức mạnh của mình. Trong khi đó, anh ta cố giải thích cho họ là anh không thể cho fan hâm mộ chữ ký vào lúc này. Vì vậy, họ bị ảo tưởng về sức mạnh của Kinh và cút luôn, sợ gì mà không chạy. Trong thực tế, Kinh thậm chí chưa bao giờ dám cãi lộn với ai trong đời. Điều đó có nghĩa là anh ta là người yếu nhất trong S-Class. À có phải, có khi là yếu nhất trong toàn bộ hiệp hội anh hùng nên. Khả năng. Kinh Engine, động cơ Kinh. Đây chính là âm thanh thịt thịt ầm ầm mà người khác nghe thấy khi Kinh sẵn sàng chiến đấu hoặc khi anh ta trong trạng thái nghiêm túc. Âm thanh này có tác động ghê gớm đối với tâm lý của đối thủ. Giang hồ tương truyền rằng không có bất kỳ quái vật nào nghe thấy âm thanh này của Kinh mà còn sống sót. Trong thực tế, nó chỉ đơn giản là âm thanh của trái tim Kinh đang đập nhanh to và khủng bố. Bởi vì anh ta nhát gấp nhiều lần người bình thường, thông thường là từ việc anh ta đang sợ vãi tè hoặc trong một tình huống căng thẳng. Cơ mà bởi vì ngoại hình cùng ánh mắt đáng sợ và danh tiếng của Kinh, nó bị nhầm lẫn với sự khát máu. Còn có tin đồn rằng Kinh Engine của anh ta mạnh đến mức có thể làm rung chuyển cả trái đất. Kinh Style, phong cách của Kinh. Trong khi vẻ ngoài và sự hiện diện của anh ta thường khiến đối thủ dấy lên một nỗi sợ tim tan, cơ mà nếu đối phương thuộc dạng cứng, cóc sợ gì cả và vẫn sẵn sàng chiến đấu thì bắt buộc anh ta phải dùng đến Kinh Style. Nó hơi không giống một phong cách chiến đấu theo nghĩa truyền thống lắm. Trong cái phong cách này, Kinh sẽ tìm lý do để gạt mình ra khỏi trận chiến hoặc bỏ chạy luôn cho nó kịp. Kinh rất giỏi trong việc lừa gạt, kể ra các câu chuyện phi lý. Điều này khiến các đối thủ của anh ta nghĩ rằng anh ta thật đáng gờm, đôi khi còn khiến họ không thể thực hiện các kỹ thuật để chống lại anh ta. Anh đã có thể thuyết phục được Samurai Nguyên Tử, một anh hùng cấp S, lùi lại cho một cuộc đối đầu bằng cách sử dụng các bằng chứng thuyết phục láo toét nhưng rất đáng tin. Ông nội Samurai đã tự ảo tưởng rằng Kinh đã chém đôi quả táo nhanh tới mức ông không kịp quan sát và nhát chém xịt đến mức quả táo còn không biết mình bị cắt và liền lại ngay sau đó. Nhưng thật ra Kinh sợ quá đứng hình chả làm gì được. Kinh Phay. Biểu cảm khuôn mặt đáng sợ của Kinh khiến cho những kẻ phản diện và sinh vật bí ẩn sợ hãi. Kinh Hen. Khi đối thủ đang hoang mang trong cơn sợ hãi, anh ta tiếp tục đặt tay lên vai đối phương để tăng lực đe dọa lên họ nhiều hơn nữa. Kinh Brand. Kinh có một kỹ năng mạnh mẽ, cho phép anh ta nghĩ ngay và mô phỏng các chiến lược. Anh cũng hay tạo các kịch bản cho các game anh sáng tạo ra vào cuối tuần. Khả năng linh ta linh tinh. Bậc thầy game thủ. Kinh thực sự không phải là anh hùng mạnh nhất quả đất, nhưng ảnh có thể là game thủ xịn nhất thế giới. Anh ta đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi chơi game khi còn trẻ. Sau khi nhóm cấp S của Saitama nhanh chóng bị thua cho nhục nhã với nhóm cấp B, tất cả đều bị hạ dưới tay của Pico, cấp B hạng 65, một cựu game thủ chuyên nghiệp xịn sò trong nhóm Bảo Tuyết. Đó là họ bị lừa phải chiến đấu qua game với nhóm Bảo Tuyết, chứ đấm nhau tay đôi thì đội này cho vỡ mộng hết. Không ngờ thánh nhân ở đằng sau, Kinh đã một mình hạ gục 30 thành viên phe đối phương và giành chiến thắng tuyệt đối. Anh ta được chứng minh là một người nhiệt thành trong việc chơi game đến bức lỗ luôn. Anh đã nói với hiệp hội anh hùng rằng anh đang có kế hoạch hạ gục một con quái vật, mà thực tế đây là con boss trong game anh ta chơi. May mắn cấp vũ trụ. Kinh có một sự may mắn đến mức vô lý, anh ta có thể vô tình đánh lừa hoàn toàn các phương tiện truyền thông và hiệp hội anh hùng. Nhận được tất cả các vinh quang cho việc đánh bại các đối thủ mà anh ta chưa từng chiến đấu, trở thành một trong những người nổi tiếng nhất hành tinh và khiến kẻ thù cực kỳ sợ hãi khi đối mặt với anh ta.
Không biết may mắn hay xui xẻo thế nào mà có ít nhất 5 quái vật cấp cao bị Saitama đấm chết, xong té ngã ngay trước mặt anh ta. Xong anh ta cũng đóng mắt ngầu bỏ đi. Thành ra chiến công này người ta quy cho anh hết, tiền rơi vào túi liên tục. Kinh luôn vượt qua khỏi nhiều tình huống nguy hiểm bằng việc giải quyết lạnh lùng kèm khá nhiều may mắn. Dù cho các tình huống đó đôi khi căng thẳng đến mức có thể phải trả giá bằng mạng sống hoặc danh tiếng của anh ta. Hào quang sợ hãi. Do tiếng tăm của Kinh là người đàn ông mạnh nhất trên quả đất, anh ta có thể khiến cho mọi người sợ bục nước hoặc thậm chí là vâng lời anh ta. Nhưng hầu hết thời gian, anh ta thậm chí còn cốc nhận ra mình đang làm như vậy. Trong chủ trương về hiệp hội quái vật, Kinh tình cờ gặp một con quái vật cải trang thành Wagama và vô tình ngăn được hắn ta giết bản thân mình bằng cách đe dọa xương xương. Điều đó đã khiến con quái vật sợ tới mức đau tim và tan chảy ngay lập tức. Trong chương ngày cuối tuần như mọi ngày, Kinh bị bao vây bởi 6 sát thủ được gọi là hồi sát thủ. Nhưng họ đã bị Kinh đe dọa thông não, buộc họ phải hạ mình bởi cách nói chuyện của anh ta. Họ cảm kích vì anh ta tha chết cho mình và thậm chí muốn nghỉ luôn vì trở thành sát thủ. Trong thực tế, Kinh nghĩ rằng họ là những người hâm mộ của mình, tưởng họ xin chữ ký. Mà lỡ ký cho một đứa, lỡ mấy cái đứa khác thấy cũng mò vô xin theo, nên tìm cách cản lại trước. Anh ta sử dụng việc tiêu diệt quái vật như một cây cớ để từ chối họ. Nhưng cái bộ mặt và ngôn từ đi kèm không có phù hợp lắm. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye. Chăm cam.